Bộ trưởng Tài chính của Anh George Osborne tái khẳng định kế hoạch cắt giảm chi tiêu nhằm giảm thuế chuẩn bị cho vận động tranh cử vào năm sau. Chính phủ Anh đang rất hân hoan sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trong tăng trưởng vào dịp cuối năm 2013. Nhưng có lẽ chính phủ Anh không thể nghỉ xã hơi lâu được bởi vì cuộc bầu cử năm 2015 đang tới gần. Bộ trưởng Tài chính George Osborne tuyên bố sẽ cắt giảm chi tiêu cho phúc lợi để vá lộ hỏng thâm hụt to tướng trong ngân sách. Các đảng phái đối lập nói như thể rằng giai đoạn khó khăn của nền kinh tế đã qua và chúng ta có thể chi tiêu thoải mái trở lại. Tuy nhiên thực tế không hề như vậy. Năm nay, chúng ta phải tiếp tục cắt giảm 17 tỷ bảng, năm sau cắt giảm 20 tỷ bảng và 25 tỷ bảng nữa trong hai năm sau đó. Tuy nhiên sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng, nhiều người đang tự hỏi không biết biện pháp tiếp tục kham khổ như vậy có cần thiết nữa hay không. Chúng tôi nghĩ rằng nếu không cắt giảm chi tiêu thêm nữa thì thâm hụt ngân sách cũng sẽ giảm dần bởi vì nguồn thu thuế cao. Hiện tại, triển vọng nền kinh tế đã tươi sáng hơn. Người dân Anh đang kêu gọi chính phủ để cho họ được chi tiêu thoải mái trở lại. Mặt khác, đảng lao động đối lập đang gây áp lực về mức sống của người dân suốt từ hồi khủng hoảng tài chính. Ông Osborne và đảng bảo thủ đang lên kế hoạch vận động cho cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2015. Nhiều dự đoán rằng chính phủ sẽ giảm thuế để lấy lòng dân.